Chào các bạn, sáng hôm nay là Văn Đỗ đi test lần thứ hai, lấy mẫu xét nghiệm lần thứ hai các bạn, để xem thử tình hình như thế nào nha. Bây giờ Văn Đỗ đi. Xù xù mình đã đi theo luôn rồi. Ba nha, đi, ở nhà đi con, ở nhà ba đi nè, vô, trời mưa đó. Rồi trời mưa rồi. Sáng hôm nay là trời mưa đó các bạn. Rồi, trời ấm đạm quá. Trời mưa mà bà con mình vẫn đi đấy. Là khu phố 11 phường Phú Trinh là tổ chức test lần thứ hai. Mình đại diện cho gia đình là mình cũng đi lấy mẫu xét nghiệm đây. Trời sáng hôm nay mưa các bạn. Mưa che lèo tất cả là vì cộng đồng. Các y bác sĩ mặc bộ đồ trắng đây. Rồi, bữa nay nhà nghỉ bệnh nhân 1, bệnh nhân 2 là đều có mặt hết. Rồi, bà thì đứng ở hướng Nam, còn ông thì mặc đồ xanh đó, ở hướng Bắc. Các bạn thấy không, thực hiện đúng là giãn cách là 2 mét nè. Giãn cách 2 mét. Ở dưới chân mình có dấu hết nè, đó, đánh dấu nè. Đó, đánh dấu nè. Nếu ai đánh dấu là phạt là không có xét nghiệm. Rồi bây giờ mình tiến lên. Anh lên đây. Bà con đều đứng ở dưới trời mưa. Bà con đó. Mình có dù mà lật đật đi là mình đâu có biết trời mưa đâu. Rồi. À, có anh Sơn đây nè, gà ra Sơn đây. Thôi về nhà nghỉ đi dì ơi. Đợt hai này nói chung là anh em làm kỹ nè, có sát khủng nè nọ nè đó. Găng tay thì mỗi người là thay mỗi cái. Kỳ trước lấy cái phường nào mà găng tay là hả? Đây quay đây, công an đi găng tay luôn. Rồi đó đây. Công an của phường Phú Trinh đây. Anh Sơn là rất là hoan hỷ cho vấn đề là khuyến khích bà con đi sớm về muộn này. Đi sớm về muộn. Rồi khi lên đến gần mức tới bàn xét nghiệm là có sát khuẩn đàng hoàng nha các bạn. Khu phố 11 làm đàng hoàng đó. Đó. Nó có sách, nó có chứng nè. Còn tay nè. Tôi quay hình ảnh lại. Và các y bác sĩ là thực hiện nghiêm túc. Chàng xong rồi. Còn nàng. Sáng nay là ngày 27 là được 12 ngày giãn cách lần thứ hai, hôm nay là tết lần thứ hai trong cái đợt cuộc quá trình tổ chức. Đây là toàn cảnh xét nghiệm đây các bạn. Bây giờ như anh lên lấy, anh lấy số cho đâu? Lấy con ra đây, qua đây. Qua đó hả? Phan Văn Đậu. Xin chào các chiến sĩ áo trắng. Các chiến sĩ thầm lặng, ngày đêm vất vả. Quên phía sau lưng, gia đình, con cái.
đến những cái nơi như thế này để phục vụ cho bà con, vậy là rất là quý, rất cảm ơn các chiến sĩ áo trắng. Con cảm ơn bác chú cái giờ cho con nhận con năm sinh cho con năm sinh dạ. 1959 là trong giấy khai sinh, còn dạ. Ngoài là 1958 số điện thoại 0919 962 162, ghi cho đúng nha, 0919 962 162, đúng chưa? Dạ rồi. Đúng rồi. Dạ chú là cái này cái cô lấy mẫu cuối cùng ở đầu ha. Dạ, ở đầu cô lấy mẫu cuối cùng á. Rồi cảm ơn nha, cảm dạ. ơn chiến sĩ áo trắng. Rồi qua đi ngồi người tiếp theo lên. Rồi bây giờ mình sẽ qua cái qua bàn nào đây Rồi bây giờ ở đây là thực hiện một găng tay cho mọi người nha. Đó các bạn đừng có nói là lộn xộn nha. Khu phố của tôi là làm rất bài bản. Rồi quan đậu lấy mẫu đây. Rồi xong rồi phải không em?